Anh Chí xin kính chào cô chú anh chị các bạn. Hiện tại thì em đang có mặt tại Kinh Dương Vương, phường An Lạc, quận Bình Tân. Khu vực này là về bến xe miền Tây nha anh chị. Hiện tại thì đối diện về bến xe miền Tây thì đang rao bán nguyên giải kiosk như thế này anh chị. Cả nhà mình vẫn thấy anh rất là lớn, như là một cái chợ như anh chị. Bây giờ đang rao bán hoặc thuê cũng chưa thấy sự khởi sắc mà để kinh doanh và để thuê ở trên khu vực này. Hiện nay thì về bến xe miền Tây thì cả nhà mình vẫn thấy là tuyến đường đi rất là đông luôn. Bên ngoài nhưng mà bên trong bến xe thì như thế nào để ăn cập nhật con ngoài đóng kính cho cả nhà mình tìm hiểu thêm về bà con mình có những bến xe đi từ dưới tỉnh đó, lên đây đi làm thế nào. Bây giờ cả nhà mình vẫn thấy bên ngoài thì những chú xe ôm nè đứng ngồi chờ nè, về chú xe ôm truyền thống và những chú xe ôm cũng như là nhập vào những app công nghệ đây, cũng như chú xe ôm truyền thống đang đứng đây anh chị, đang là cũng như là chờ những phút đi ở bên bến xe nè. Cả nhà mình vẫn thấy ha. Về bến xe miền Tây thì hôm nay thì cũng khá vắng anh chị, cũng không thấy số lượng khách nhiều. Đa số thì vào những quý 1 năm 2024 thì cả nhà mình vẫn thấy là những anh chị ở dưới tỉnh lên đây dồn lên đây đã làm những cái gọi là đầu năm công việc trên Sài Gòn này. Mà hiện nay thì trên Sài Gòn hiện nay thì một số tình hình kinh doanh mua bán đóng cửa rất là nhiều. Rồi những cơ sở, rồi những cái gọi là những công ty đang thiếu đơn hàng đưa đi anh chị, mà cho nên không có số lượng khách hàng để nhập hàng mà để kinh doanh, cho nên không có cần những nhân viên. Bởi vậy cho nên dưới tỉnh bây giờ hiện nay thì khá ít người lên trên đây để đi làm, xin việc làm. Rất là nhiều tuyến đường trên đây cả nhà mình vẫn thấy là xe đậu, những là bãi giữ xe số 1 đây. Về trên đây thì trong bãi giữ xe cũng là cũng khá là ít xe, không có nói đến gọi là nhiều. Đây là chạy xe Phương Trang hay là kia rồi cũng thấy là cũng khá gọi là cũng lưa thưa số lượng khách lên chị. Nhiều trường xe bên đây thì cả nhà mình vẫn thấy ha, mua vé bán vé bên đây cũng đậm vắng ha. Về Đông Phú anh Trần Đề, Sóc Trăng rồi nè, rồi Tân Châu, nói chung là về Châu Đốc luôn. Hiện nay thì cũng khá vắng trong một số tình hình ở khu vực bến xe này. Cả nhà mình vẫn thấy ra vô cũng tấp nập những anh xe ôm đứng ngồi chờ thôi. Đây thì cả nhà mình thấy ha. Về khu vực bến xe miền Tây này hiện nay thì một số bà con mình không có thấy gọi là lên trên đây. Về một số tình hình bà con mình vẫn thấy rồi, bên đây bên ngoài thì số lượng xe khách với lượng xe mà dạng như nào mà chở khách đó anh chị hơi bị bắn góc hàng rất là nhiều luôn. Năm nay bà con mình nói chung là nó hơi bị khó khăn rất là nhiều. Đây xe ôm công nghệ nè, đứng đầy giải qua đây luôn, cả nhà mình vẫn thấy nè, kiếm cuộc sống rất là khó khăn luôn. Hiện nay thì một cuộc sống khó khăn của bà con mình thì anh chị đã thấy là qua màn hình ống kính rồi, từ bán nhân từ khu chợ rồi từ xe ở bên ngoài, dưới đây là khu chợ An Lạc anh chị. Về mé ngoài thì cả nhà mình vẫn thấy ha, mua bán thì nói chung là vẫn tấp nập nhưng mà số lượng khách hàng thì nó rất là vắng luôn, thiếu khách hàng rất là nhiều. Và năm nay sự cắt giảm của bà con mình khá nhiều so với nhiều năm trước. Đây chợ An Lạc anh chị ha, thấy số lượng bên ngoài khách hàng thì đi mua thì tươi tết, còn các cô bán bên ngoài thì không thấy khách hàng luôn. Nhiều cô thì mua bán lấy một tủ đồ rồi bán rất là nhiều ngày luôn anh chị, ở nhà mình vẫn thấy. Nói về khu vực bến xe chợ lớn thì nó cũng tương tự về bến xe miền Tây này. Bến xe miền Tây thì nó khá động, còn bến xe chợ lớn thì cũng di chuyển giáp dòng về khu vực trên lên đây, rồi giáp dòng về các khu vực dạng như là về những bến xe buýt anh chị, giao động ở khu vực Sài Gòn.
cả nhà mình vẫn thấy các chú Sơn Phụng Nghệ rất là nhiều luôn chuyến lần này. Ngồi mà chờ cái khách hàng rồi đang gọi là tiếng khách hàng để di chuyển đi, quá trời thương hiệu xe luôn đang đứng chờ. Nhưng mà năm nay thì mọi thương hiệu xe bây giờ ra rất là nhiều rồi, nhiều anh chị mà thất nghiệp đó tràn lan luôn, bây giờ là chuyển gia chạy Sơn Công Nghệ. Rồi các anh chạy Sơn Công Nghệ thì anh chị mình cũng đã thấy rồi, rất là bấp bênh. Lúc trước thì chạy thì kiếm ngày cũng dư được vài 300 ngàn, còn bây giờ chạy nhà dư được 100 mấy, cũng không đủ cuộc sống, lo thì trang trải gia đình, cho nên cũng nhiều anh Sơn bây giờ cũng chuyển ngày khác, như là thêm cái phần mà đi giao hàng hay là bán thời gian luôn. Đa số xe ôm thì bây giờ vẫn đang chạy rất nhiều anh chị. Các nhà mình thấy là nhiều khi mấy em mà sinh viên cũng ra cũng chạy, rồi mấy em mà học đại học á, 51, 52 này kia rồi thì giờ ra cũng không có gọi là chạy bằng những người mà cũng như là đã là chạy lâu năm, cũng một thời gian cũng kiếm không ra tiền thì cũng đương chạy. Còn môi trường kinh doanh thì bà con mình cũng thấy là trên cái tuyến đường Trung Dân Quân này cũng rất là nhiều xe ôm, tại giờ nó rất là nhiều sẽ nhắn mọi đường luôn anh chị. Trên đây gọi là một cái tuyến đường giữa bến xe miền Tây mà rất là lớn. Đây là giao lộ đường Phú Lâm anh chị ha, công viên đây. Cái dòng xe Phú Lâm thì anh chị cũng thấy rồi, rất là đông, khá rộng lớn so với nhiều cái vòng xe ở khu vực dưới ở Vĩnh Long luôn. Về mặt hàng trên đây kinh doanh rất là nhiều, về kho xưởng anh chị. À, năm nay thì trên kho xưởng trên đây nói chung là bán rất là nhiều. Về kho xưởng bán này thì cũng thấy là đã nghỉ một số tình hình của công nhân đó anh chị, cắt giảm đó. Bây giờ kinh doanh bên đây bị khó khăn của bà con mình. Còn một số nhà thì cũng thấy là để nhà bán đây, rồi là các tiệm cửa hàng bên đây nè, thấy rất là vắng luôn ha. Xe ôm thì ngồi chờ đợi những khách hàng, chạy đi đâu cũng thấy là xe ôm vô việc vô ghét, rồi Grab rồi DB rồi FM rồi. Tại vì Sơn Công Nghệ cũng rất là dễ kiếm đồng tiền sinh ra cuộc sống hàng ngày cho bà con luôn, nào mà thất nghiệp á thì mình chỉ biết là công nghệ, mình chỉ biết sử dụng điện thoại như nắp con này kia rồi sử dụng được cái gì đăng ký vào mà chạy thôi, cho nên khá nhiều sự cạnh tranh luôn. Đây tình hình mặt bằng bên đây cũng cho thuê đóng cửa, ở nhà mình thấy buôn bán trên đây nó càng ngày càng khó khăn đó. Xưa khách hàng bây giờ cá cũng giảm nhiều, đây là để cho thuê mặt bằng hoặc là bán luôn anh chị, kinh doanh mua bán. Ở nhà mình thấy là cho thuê mặt bằng thì kinh doanh mua bán nó nói chung là mọi mặt bằng hiện nay thì nó hơi bị nhiều trên đây. Trả mặt bằng rồi chủ nhà cho thuê lại mà ít ai mà đầu tư vào những tuyến đường này, tại vì thấy khá nhiều có mặt bằng mà để cho thuê anh chị, chưa thấy sự khởi sắc mà để đầu tư vào mà để mua bán. Bên đây cũng nhiều chủ cửa hàng đóng cửa là cái nhà em thấy ha. Tiền ra mà để kinh doanh về các thực phẩm chức năng mua bán. Hiện nay thì mọi mặt tiền kinh doanh bây giờ hơi bị vắng rất là nhiều, số tình hình đóng cửa bên ngoài ra mặt tiền luôn,
rồi bây giờ vô trong hẻm người ta bán online. Rất là nhiều chủ cửa hàng mà mua bán online luôn. Bây giờ người ta mua bán online cũng được, cái giá tiền thuê nhà cũng nhảy lên càng ngày càng cao. Rồi khách hàng càng ngày càng vắng, người ta kiểm soát không được, người ta bây giờ trả bằng như quán cà phê, quán ăn, quán nhậu thì cũng thấy rất là rộng luôn. Số lượng khách hàng thì không thấy đâu. Nhiều khi người ta nói là không biết là mình phải kinh doanh cái gì đây bây giờ. Nhưng bây giờ kinh doanh cái ai cũng vắng hết. Đây cái đóng cửa nè, cho thuê nè, ở nhà mình vẫn thấy ha. Nhiều khi cửa hàng như vậy nè, 2-3 tiệm như vậy luôn, đóng cửa cho thuê, chưa thấy ai thuê những cái vị trí mà mặt tiền cũng gọi là cái ngon lành á, các chị thấy ha, mặt tiền nó ngon lành luôn, đóng cửa cho thuê, tại vì hiện nay kinh tế mình bây giờ buôn bán nó hơi bị gọi là khó khăn, đơn hàng thì nhân dân mua bán thì nó hơi chậm lại, đặt hàng thì không thấy khách đặt hàng, rồi bán lẻ thì khách thì nó đưa thưa, sự gồng lỗ thì mặt bằng phải đóng phải trả, rồi nhân viên phải thuê, rồi thì hàng ngày cuộc sống nữa, nói chung là khá cao sự gồng lỗ của bà con mình hiện nay. Có rất nhiều cái căn nhà mà lớn cũng bây giờ cũng cho thuê không được, do thành bán luôn thì đây căn nhà mình cũng thấy đây, nhà cho thuê đây. Xưa thì bên đây thì mở những cái gọi là phòng gym anh chị, rồi phòng tu ga. Giờ thì kinh doanh thì không được, vắng quá, cho nên trả mặt bằng. Dán bạn mấy bá quá trời ở trên cái mặt tiền luôn. Nhiều cửa hàng đóng cửa. Nhiều cửa hàng ở trên đây hồi xưa là buôn bán được của mình chị, tại vì cửa hàng rất là lớn ha, buôn bán ra sung túc luôn, bây giờ rất là vắng luôn, bây giờ đóng cửa cho thuê cả nhà mình thấy nè, dán bảng rất là nhiều. Những cái bảng mới có, những cái bảng cũ có, chưa thấy ai đổ tiền vào mà để kinh doanh để thuê. Hiện nay khá nhiều bà con mà có tiền, người ta cũng đang chờ đợi xem tình hình kinh tế như thế nào, người ta sẽ triển khai đổ tiền vào, người ta làm mà chưa thấy được khởi sắc. Đây là dòng xe của khu vực Nguyễn Nhất Luân nha anh chị ha. Em sẽ di chuyển thẳng luôn. Về bên khu vực này thì mình sẽ thuộc về quận 6 anh chị. Cái đoạn đường này là cái đoạn đường Hồng Bàng. Trên đường Hồng Bàng thì nó khá là gọi là mua bán tấp nập. Ở đây cũng có nhiều là căn nhà này, mình cũng thấy đây. Đóng cửa như thế này, cho thuê. Ngay vòng xoay của Nguyễn Văn Luân. Hôm nay thì đóng cửa hàng loạt để cho thuê, dán bảng rất là nhiều.
con ngồi ngoài nắng ngoài nôi mà buôn bán như vậy cũng cả nhà thấy cũng có nhiều cái tình trạng khó khăn. Đây các cụ cũng ngồi với đây xin tiền. Tình cảnh nhiều người khó khăn đầy giải luôn. Đây về các công ty rồi sửa chữa bảo hành, nói chung là về các mặt hàng bán xe cũng rất là nhiều, mà số lượng khách hàng thì cả nhà mình cũng thấy không, mình cũng tính không thiếu khách hàng luôn, chỉ thấy là nhân viên ngồi cũng bằng thọ lướt web thôi. Một lượng xe cũng không đơn giản anh chị, ở nhà mình thấy là rất là lớn một cái tiệm đó, mua bán nói chung là mỗi ngày mỗi bán mới có sự đồng được. Có vậy kinh doanh cái gì cũng khó khăn hết, không phải mà gọi là cái gì cũng dễ dàng. Kinh doanh nhiều khi người ta cũng phải sợ được gọi là sự may mắn thôi. 50% mà sự kinh doanh mình là giỏi giang á, rồi 50% là sự may mắn nữa. Về đây chúng tôi thuê mặt bằng cũng dán bảng cũng nhiều. Cũng rất nhiều cửa hàng, cửa tiệm bên đây đóng cửa hàng loạt luôn, cả nhà mình thấy nè. Giờ để cho thuê mặt bằng đó. Bên đây là dưới lòng cầu vượt của cây gõ anh chị. Em cũng xin dừng với tại đây. Em cảm ơn cô chú anh chị các bạn mình đã đồng hành cùng em. Em xin chào và hẹn gặp lại cô chú anh chị các bạn.